em đến với chương trình địa lý lớp 9. Thì để tiếp nối chương trình địa lý lớp 8, chúng ta đã được tìm hiểu về địa lý tự nhiên của nước Việt Nam rồi. Thì ở chương trình địa lý lớp 9 này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về địa lý dân cư, địa lý kinh tế, cũng như là sự văn hóa các vùng lãnh thổ Việt Nam. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về chương trình địa lý dân cư. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 1 cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Các em ghi nhận từ vài vào trong vở. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, các dân tộc ở Việt Nam. Nội dung thứ hai, phân bố các dân tộc. Ở nội dung thứ hai này chúng ta có hai nội dung nhỏ là phân bố các dân tộc ít người và phân bố dân tộc Việt hay gọi là dân tộc Kinh. Đầu tiên là các dân tộc ở Việt Nam. Thì nước ta có bao nhiêu dân tộc? Kể tới một vài dân tộc tiêu biểu. Thì nếu như mà chúng ta có học trực tuyến á, thì câu hỏi này các em sẽ trả lời. Nhưng mà do là cô quay video nên là cô sẽ trình bày đúng ha. Thì nước ta có 54 dân tộc. Thì 54 dân tộc này đã cùng chung sống gắn bó với nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Thì để kể tên một vài dân tộc tiểu thì các em có thể quan sát thêm ở trang sách giáo khoa trên số 6, bản 1.1. Có đầy đủ tên các dân tộc ở nước Việt Nam chúng ta nha. À, và cô đã có trình chiếu ở trên cái màn hình luôn rồi. Chúng ta thấy là nước ta có 54 dân tộc. Thì với con số 54 này là rất là nhiều các em. Và dân tộc mà chiếm số dân nhiều nhất là dân tộc Việt hay gọi là dân tộc Kinh. Đây là hình ảnh của một số dân tộc tiêu biểu. Chúng ta có dân tộc Kinh, dân tộc Thái, Tày, Giao, Mông, Mường. Và điều mà chúng ta dễ nhận thấy nhất khi xem những bức ảnh này đó là về trang phục. Em thấy là mỗi dân tộc thì có trang phục với những cái họa tiết và màu sắc khác nhau. Các em ghi nhận cho cô nội dung này vào trong vở. Vậy thì các dân tộc sẽ khác nhau những mặt nào? Thì sẽ khác nhau nhưng mà sau đây các em. Đầu tiên là về ngôn ngữ. Thì dân tộc Kinh thì chủ yếu là sẽ nói tiếng Việt nha các em. Rồi, còn các dân tộc ít người thì ngoài tiếng Việt ra thì dân tộc ít người còn nói riêng cái ngôn ngữ của dân tộc đó nữa. Và để muốn hiểu được cái ngôn ngữ của dân tộc đó thì buộc chúng ta phải học ngôn ngữ đó nha. Rồi, về trang phục thì như những bức tranh lúc nãy mà cô đã cho các em xem ấy, thì về trang phục thì mỗi dân tộc sẽ có những cái màu sắc và họa tiết trang phục khác nhau. Về quần cư thì tùy theo số dân đông hay ít thì sẽ xuất hiện cái loại hình quần cư khác nhau với các dân tộc. Về phong tục tập quán thì ở đây cô sẽ giao một cái bài tập nhỏ. Các em về nhà các em sẽ làm một trong vở ha. Và hôm sau cô sẽ nhờ các em làm đọc bài tập đó riêng qua Zalo cho cô. Và các em về nhà tìm hiểu cho cô thì một số dân tộc có những phong tục tập quán đặc trưng nào. Chúng ta nêu một số dân tộc cho các em ha. Các em ghi vào trong vở và các em sẽ gửi riêng qua Zalo cho cô để cô lấy cái điểm thường xuyên cho các em ha. Rồi, các em ghi nhận tiếp cho cô những nội dung này vào trong vở ha. Thì mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng về ngôn ngữ, trang phục tập quán vân vân. Và từ những cái đặc điểm riêng đó đã tạo nên cho nước Việt Nam chúng ta một cái nền văn hóa là phong phú, giàu bản sắc. Rồi, vậy thì dựa vào bảng số liệu lúc nãy của chúng ta ở trên số 6 á,
và hình 1.1 biểu đồ cơ cấu dân tộc của nước ta năm 1999. Thì nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là cái phần biểu đồ tròn á, thì nó sẽ có hai màu, màu xanh lá là của dân tộc Việt Kinh, màu vàng là tỷ lệ của cái dân tộc ít người. Thì nhìn vào chúng ta rõ ràng thấy là dân tộc Việt Kinh á, chiếm cái tỷ lệ là đông nhất, là 86.2, còn lại là 13.8 là của cái dân tộc ít người. Thì số liệu năm 2019 thì nước ta có 96 triệu người, dân tộc Kinh thì chiếm khoảng 82 triệu người, còn dân tộc ít người chiếm khoảng 14 triệu người hết em. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ nói về dân tộc Kinh trước. Dân tộc Việt hay gọi là dân tộc Kinh thì chiếm 86.2%, có kinh nghiệm thâm canh lúa nước, nhiều nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo, là lực lượng đông đảo trong các ngành kinh tế và khoa học kỹ thuật. Vậy thì tại sao nói là dân tộc Kinh có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước? Thì các em biết là cái hoạt động thâm canh lúa nước này nè, thì nó chủ yếu là ở khu vực đồng bằng. Mà khu vực đồng bằng là nơi sinh sống chủ yếu của dân tộc Kinh. Thì ở cái nội dung này chúng ta sẽ tìm hiểu rõ ở cái phần thứ hai. Cho nên có thể nói á, là cái hoạt động thâm canh lúa nước này là nó xuất hiện rất là lâu đời, và người Kinh là đã tiếp cận từ rất lâu rồi, và trải qua sâu bao nhiêu lần làm cái hoạt động này thì người Kinh càng ngày càng có thêm cái kinh nghiệm trong cái thâm canh lúa nước, càng ngày càng phát triển hơn. Vậy thì tại sao nói là người Kinh thì có nhiều nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo? Thì phải nói là người Kinh họ có cái sự am hiểu cũng như là cái sự học hỏi rất là cao các em. Trong quá trình mà làm các nghề thủ công á, thì cứ mỗi lần làm thì họ rút ra được cái kinh nghiệm là làm như thế nào là đẹp, làm như thế nào thì sẽ được khách hàng ưa chuộng. Cứ như vậy thì sau nhiều lần làm, cái trình độ tay nghề của họ càng ngày càng được nâng cao hơn. Cho nên những cái nghề thủ công của họ đạt được mức độ tinh xảo rất là cao, và những sản phẩm họ làm ra thì được khách hàng rất là ưa chuộng. Người Kinh cũng là lực lượng đông đảo trong cái ngành kinh tế và khoa học kỹ thuật. Thì nói chung là cái ngành kinh tế cũng như là hoạt động khoa học kỹ thuật của nước ta thì chủ yếu là phát triển ở đồng bằng các em. Mà như lúc nãy cô cũng đã nói cho các em á, thì người Kinh chủ yếu họ sống ở đồng bằng ha, cho nên họ chính là cái lực lượng đông đảo trong cái ngành kinh tế này cũng như là cái khoa học thực hiện hoạt động khoa học kỹ thuật ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu sang về cái dân tộc ít người. Thì các em có thể kể tên một số sản phẩm tiêu biểu các dân tộc ít người. Thì cũng như cô đã trình bày á, thì nếu mà các em học trực tuyến thì sẽ trả lời, còn bây giờ quay video thì cô sẽ là người trả lời trình bày luôn cho các em thấy ha. Thì các dân tộc ít người sẽ có những cái hoạt động cũng như là cái sản phẩm tiêu biểu sau đây. Đây là dịch vàng của dân tộc Tà Ôi, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể tháng 1 năm 2017. Ngoài ra còn có hoạt động như là làng gốm Mù Túc của dân tộc Chăm. Thì đây là một trong hai làng gốm lâu đời nhất ở Đông Nam Á. Ngoài ra còn có làng nghề gốm của người Khmer ở Nam Bộ. Đây là hình ảnh những cô gái Mông tham dự thi dệt vải lanh. Ngoài ra chúng ta có nghề đan lát mây tre của người Cơ Tu. Rồi, thì cái dân tộc ít người thì chiếm khoảng 14% và có trình độ phát triển kinh tế khác nhau. Mỗi dân tộc có kinh nghiệm riêng trong sản xuất và đời sống. Vậy thì chúng ta sẽ thắc mắc là tại sao các dân tộc ít người thì đều như nhau, đều là dân tộc ít người nhưng lại có trình độ phát triển kinh tế khác nhau? Là do nó có nhiều cái yếu tố khác nhau tác động vào. Ví dụ như là khác nhau về cơ cấu kinh tế, có dân tộc thì hoạt động chủ yếu là trồng trọt, có dân tộc thì hoạt động chủ yếu là chăn nuôi,
Còn có dân tộc hoạt động chủ yếu là làm nghề thủ công chẳng hạn. Thì mỗi cái hoạt động như vậy nó sẽ đem lại cái nguồn thu nhập cũng như là cái trình độ phát triển khác nhau với các dân tộc. Và một cái yếu tố thì tác động rất là nhiều đến trình độ phát triển kinh tế khác nhau với các dân tộc, đó chính là cái khả năng học hỏi, lĩnh hội những cái kiến thức về kinh tế từ các dân tộc và phát triển hơn. Ví dụ như các em thấy rõ ràng là dân tộc Kinh là dân tộc mà có cái sự hiểu biết, có trình độ kinh tế phát triển nhất. Vậy thì khi mà dân tộc nào có cái khả năng được tiếp xúc, được học hỏi, được trao dồi kinh nghiệm từ cái dân tộc Kinh này, cái dân tộc đó có cái khả năng là có những cái bước tiến về trình độ phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật nó cao hơn so với dân tộc khác. Rồi, các em ghi nhận tiếp nội dung này vào trong vở giúp cô nha. Nếu em nào mà không ghi nhận bài kỳ thì các em có thể dùng cái video lại để chúng ta ghi nhận tiếp với các em. Rồi, ngoài ra thì một bộ phận người Việt mà hiện tại đang định cư ở nước ngoài cũng là thuộc cộng đồng dân tộc Việt Nam nha các em. Chúng ta hay gọi bộ phận này bằng cái tên rất quen thuộc gọi là Việt Kiều đó các em. Thì đa số kiều bào ở nước ngoài ấy, thì đều có lòng yêu nước, đang gián tiếp hoặc trực tiếp với phần xây dựng đất nước. Như chúng ta thấy là các kiều bào ở nước ta thì trong những bức ảnh sau đây thì tham gia vào các hoạt động cũng như là các chương trình từ thiện nha. Rồi, đây là bảng số liệu là tên các quốc gia và số dân của nước ta ở các quốc gia này. Và nước ta thì các kiều bào thì sống nhiều nhất đó chính là ở bên Hoa Kỳ đó các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang nội dung thứ hai là phân bố các dân tộc. Đầu tiên là phân bố dân tộc Việt hay còn gọi là dân tộc Kinh. Vậy thì dân tộc Việt sẽ phân bố ở đâu đây? Phân bố chủ yếu ở đâu? Thì trong sách giáo khoa có trình bày để rằng người Việt thì phân bố rộng khắp cả nước, tập trung đông nhất là vùng đồng bằng, trung du và ven biển. Rồi các em ghi nhận cho cô nội dung này vào trong vở.
về cái đặc điểm của sự phân bố này của người Việt á, thì đã từ rất lâu đời thì họ đã tập trung sống đông ở đồng bằng của người ven biển, bởi vì những cái nơi này thì nó rất là phù hợp để phát triển các ngành kinh tế, cái nông nghiệp nó cũng dễ dàng, công nghiệp dịch vụ nó cũng rất là dễ ha. Bên cạnh đó thì người Việt cũng phân bố một số ít ở trung du và miền núi cho các em. Và họ phân bố ở trung du và miền núi thì có nhiều lý do khác nhau. Cô lấy một vài ví dụ, chẳng hạn như là ở các lớp học vùng cao của các dân tộc ít người ở trên miền núi thì một số ít người Việt phân bố trong đó. Cô lấy ví dụ là chẳng hạn như là giáo viên, thì khi người ta di chuyển từ đồng bằng lên miền núi, người ta sinh sống ở đó để mà dạy học cho các em chẳng hạn. Hoặc là cái hoạt động kinh tế mà cần người Việt chúng ta ở trên miền núi, lấy ví dụ như ngành du lịch, ví dụ như là ở cái khu vực đó có cái cảnh quan rất là đẹp ha, nhưng mà bây giờ du khách người Việt người ta đến đó người ta muốn du lịch á, mà nếu chủ yếu chỉ có cái dân tộc ít người á thì có thể là có sự bất đồng về ngôn ngữ, thì để truyền đạt được cái cảnh quan đó đến với người Việt á, thì cái dân tộc ít người rất là khó làm cái việc đó. Cho nên có thể là có hoạt động kinh tế, ví dụ du lịch, có thể là đưa những cái người Việt đến những cái khu vực miền núi đó để mà truyền bá, quảng bá về cái điểm du lịch đó chẳng hạn, cho những cái du khách người Việt hoặc du khách nước ngoài khi người ta đến đây sẽ có thể cảm nhận được trọn vẹn về cái điểm du lịch đó. Hoặc là về lý do theo hướng sở thích của con người cũng có nữa. Ví dụ như là bây giờ tôi ở khu vực đồng bằng, nó khá là ồn ào, không khí nó hơi bị ô nhiễm. Tôi muốn ở đến một cái nơi nào đó mà để có cái thời gian mà tịnh dưỡng, nó yên tĩnh hơn, không khí trong lành hơn. Thì có một số cá nhân thì họ có thể lên miền núi, vùng trung du để mà họ xây dựng những cái nơi nghỉ dưỡng riêng cho bản thân họ. Lý do đó cũng có thể xảy ra các em. Đây là cái lượt đồ phân bố dân cư dân tộc Việt. Cái phần mà tô bột cam này là những nơi mà dân tộc Việt phân bố chủ yếu nha. Còn những phần tô màu trắng thì chủ yếu là dân tộc ít người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem phần 2 là phân bố các dân tộc ít người. Thì các dân tộc ít người thì phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du. Chẳng hạn là cô có cái lượt đồ này, thì ở vùng trung du và miền núi, cái phần tô màu xanh lá này, đây là cái khu vực mà tập trung dân tộc ít người nhiều nhất. Chúng ta có cái dân tộc sau đây, ta có người Tày, người Nùng ở đây này, người Thái, người Mường, người Dao, người Hơ Mông. Ngoài ra thì ở khu vực Tây Nguyên chúng ta cũng có dân tộc ít người sống cũng nhiều, như là chúng ta có người Ê Đê, người Gia Ra, người Cơ Ho. Để các em ghi nhận nội dung này và không vỡ nha. Ngoài ra thì ở phía Nam thì chúng ta cũng có dân tộc ít người các em. Ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long á, cũng có một số cái dân tộc ít người sinh sống, người dân tộc Chăm, Khmer, Hoa. Ở tỉnh Bình Dương mình cũng có các em, chủ yếu là do các dân tộc miền di cư đến nha. Rồi tiếp theo đây là hình ảnh một lớp học vùng cao. Như lúc nãy cô có nói là có một số giáo viên người Việt sẽ lên vùng cao này để dạy tiếng Việt cho các em nhỏ ha các em. Rồi đây là hình ảnh một cái lễ khai giảng rất là đơn sơ ở vùng cao ha các em. Có những người do cơ sở vật chất thì hiện tại là chưa có được trang bị
Cho nên buổi lễ khai giảng nó diễn ra rất là đơn giản như thế này. Nó không được khang trang giống như ở nơi mà chúng ta sinh sống ha, ở khu vực đồng bằng. Bàn ghế ở đây thì các em thấy là cũng là chủ yếu là bàn gỗ thôi, chứ không được như mình ha. Mọi thứ rất là đơn sơ. Đây là một cái bữa cơm tập thể của các em học sinh. Đây là hình ảnh các em tập ít người nha, có bạn bè là dân tộc Việt. Ngoài ra các dân tộc ít người cũng có các hoạt động như là cái lễ hội, các hoạt động múa hát giao duyên với nhau. Rồi, vậy thì để giao bài tập về nhà cũng như khi các em làm bài tập này nó sẽ giúp củng cố bài học các em. Thì về nhà các em kể cho cô cái bảng thế này và điền cái nội dung vào trong bảng cho cô. Ở đây cô sẽ không có củng cố bài giải trực tiếp mà các em sẽ hoàn thành bảng này cho cô ha. Thì nó sẽ tương tự như là một cái bài củng cố vậy. Thì em điền cho cô quy mô dân số dân tộc Việt, dân tộc ít người. Rồi, phân bố chủ yếu ở đâu? Và là điểm kinh tế xã hội của hai dân tộc này là như thế nào ha. Rồi, nhớ là sau khi mà các em ghi bài rồi thì nhớ là phải học thuộc bài và xem trước bài mới cho cô là dân số và gia tăng dân số. Rồi, cô thân ái thì các em hẹn gặp các em ở tiết học sau.